Rồi anh thấy 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 để em đang quay, rồi anh thấy quay em để giới thiệu đang quay à, cái cách chạy xe bên Mỹ là như vậy nè. Khi chúng ta mà chạy á, cái len ở bên trái á, là chạy cho cái đường này, nó cho chạy phép là 70 mai một giờ, thì là tương đương với lại ở Việt Nam là khoảng cỡ 115 cây số một giờ á. Thì khi mà nó cho 70 mai vậy em, người ta có thể chạy lên 80, trên 80, 85 mai luôn. Thì cái len ở sát ngoài bên góc trái á, là xe len dành cho những xe mà chạy tốc độ nhanh lắm, là 80 trở lên với lại 85 cây số một giờ không ạ. Còn cái len ở giữa này á, thì là len dành cho những xe chạy chậm, chẳng hạn như chạy 70 hoặc dưới 70 mai. Còn cái len sát bên góc phải á, thì dạng là chỉ only là cho mỗi xe chậm thôi, xe tải thôi. Thì khi chúng ta chạy á, chúng ta mà chạy chậm mà đúng mai là 70 hoặc là dưới 70 á, chúng ta cứ chạy cái len ở giữa này à, để không có làm phiền cho mấy người chạy nhanh. Chạy nhanh là cái xe chạy lai sát con lươn đó. Ở đây không có lươn nhưng mình cứ nói vậy là cho nó chính xác các bạn thấy đó. Nó không có lươn, cái vật vàng đó, vật vàng nó tượng trưng cho con lươn đúng không? Ừ. Thì chạy nhanh trên 80 cho đến 85 cứ chạy một len đó. Mình mà chạy chậm lên đó sẽ làm phiền người ta lắm. Mình cứ chạy cái len ở giữa này. Và khi mà mình sang len á, mình chen len, gọi là chen là tiếng Anh gọi là đổi len á, đổi len á, thì là mình nhìn đằng sau không có thấy xe nào thì mình mới bật xi nhan là mình đi vô luôn, chứ mà mình không có từ từ bật xi nhan là từ từ đi vô như Việt Nam đâu. Đi vậy nó sẽ là nguy hiểm. Mình thấy liếc cái hậu khoảng tại vì cao tốc này á, thì nên liếc kính chiếu hậu, thấy chiếc xe đằng sau nó cách xa ít nhất là phải 200m trở lên là mới bật xi nhan là đi vô hoặc đi ra đó, chen lên đi ra. Tại vì xe bên đây dù mình đang chạy 70 mai mà xe dưới sau nó chạy tốc độ cao, nó chạy lên nhiều khi nó chạy đến 100 mai, trên 100 mai vù lên mà cứ từ từ ra là mình không né kịp đó. Cách chạy bên Mỹ vậy, chạy cái con đường là từ Cali này mà đi Las Vegas á, nó chạy cả gần 200 cây số một giờ mà cứ đường sa mạc không mà đồi núi á, chạy ấy, nhiều người chạy mà về đêm hoặc là cái gì á, mà buồn ngủ á, người ta rất là dễ buồn ngủ, nên chạy cái đường này phải hai người ngồi nói chuyện ba láp á, thì nó mới không có bị buồn ngủ thôi đó. Cái cách chạy xe bên Mỹ là vậy á.